Hôm nay với chủ đề Hãy cảm tạ, lại hãy tán dương. Các quý vị và tôi hãy cùng có thời gian dò xem ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem lời trong Thê-xô-lu-ni-ca nhất chương 5, câu 14. Nhưng hỏi anh em, xin anh em hãy răng bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người Hãy giữ đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác. Nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ, hãy vui mừng mãi mãi. Cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy, đã được phán như vậy. Thế thì chúng ta luôn phải biết tìm kiếm những yếu tố để dân cảm tạ trong mọi cuộc sống của chúng ta đức chúa trời luôn phán rằng hãy sinh hoạt trong khi cảm tạ nhưng đôi khi chúng ta quên mất sự dạy dỗ thế này của đức chúa trời trong một lát và có nhiều lúc phạm phải sự ngốc nghếch theo tính cách hoặc tâm trạng của bản thân và không đến gần ý muốn chí thánh của đức chúa trời bởi lặng bầm và bất bình hoặc nói xấu về người khác hơn là cảm tạ thực ra thì trong mọi điều kiện xung quanh và tình huống được ban cho chúng ta rõ ràng đều có những yếu tố để dân cảm tạ một phóng viên đến từ một cơ quan nhật báo nọ đã thăm viếng tổng hội và phỏng vấn tôi về nhiều điều người ấy đã hỏi tôi rằng ông nghĩ thế nào về corona này đương nhiên bản thân dịch corona là dịch bệnh cướp đi mạng sống của rất nhiều người đó là việc hết sức buồn rầu tuy nhiên liệu chúng ta chẳng hề tìm thấy được phần nào có thể dân cảm tạ hay sao khi tôi tìm kiếm phần nào có thể dân cảm tạ thì tôi đã phát hiện được rằng có rất nhiều yếu tố đáng cảm tạ ẩn giấu trong đó thưa các quý vị nếu không có tình hình corona này thì liệu có cơ hội để mọi thánh đồ có thể kinh nghiệm thờ phượng trực tuyến chăng? Khi trải qua thời gian khoảng 12 tháng, thì nhiều người nhà đã tìm đến trang web hội thánh chúng ta, tìm xem video hội thánh, và chúng ta có thể chia sẻ cho người nào ở cách xa rằng xin hãy xem những cái này cho đến khi chúng ta có thể gặp lại. Vì thế nên, một cách tự nhiên, truyền đạo lễ thờ phượng, giáo dục, vân vân. Những thứ này đã trở nên hoạt tính hóa thông qua trực tuyến. Trước đây thì ai cũng suy nghĩ rằng vào lúc nào đó chúng ta phải rao truyền tin lành chúng ta thông qua phương tiện được gọi là trực tuyến. Tuy nhiên, khi tình huống xảy ra như thế này thì chúng ta đã tìm được nhiều content tin lành mà trước kia đã không thể phát hiện. Và tôi nghe tin tức rằng trên thực tế các người nhà đang sử dụng những điều ấy và kết nhiều trái của truyền đạo trực tuyến một cách ân huệ bằng cách gửi và chia sẻ giảng đạo của hội thánh chúng ta cho những người quen các bạn bè và gia đình thông qua trực tuyến cuộc họp cũng vậy trước đây chỉ những người có thể đến thì mới tham dự tại một không gian hạn định nhưng bây giờ nếu là người nhà nào có thể truy cập trên khắp thế giới thì đều có thể truy cập vào và trực tiếp tham dự nhiều sự kiện đa dạng của hội thánh mà không liên quan đến quãng đường. Dầu trước kia thì các người nhà không thể tham dự vì ở xa. Tôi suy nghĩ nhiều rằng quả thật nếu ở trong Đức Chúa Trời thì chúng ta phải tìm kiếm con đường để cảm tạ hơn là làm bầm và bất bình trong bất cứ nội dung nào. Đức Chúa Trời có mục đích để hầu về sau làm ơn cho chúng ta. Chẳng phải vậy sao? Con cá sống luôn đi ngược dòng chảy của nước. Nếu đi ngược thì mệt mỏi hơn vì dòng chảy của nước. Nhưng do vậy thì cũng không có con cá nào không đi ngược dòng nước sông. Khi chúng ta nhìn xem thông qua nội dung thế này thì có thể thấy được rằng Đức Chúa Trời làm ra một số nghịch cảnh và tình huống khó khăn trong cuộc đời của chúng ta từng chút một. Nhưng có những điều mà chúng ta không nghĩ đến. Giả sử nếu cho đến giờ chúng ta đã để ý 10% thì nhờ vào vấn đề xảy ra thật có nhiều yếu tố khiến chúng ta để ý 70%, 80%, 100% và có thể phát hiện ý muốn chân chính của Đức Chúa Trời. Đối với hết thảy mọi nội dung ở xung quanh chúng ta Đừng nên nghĩ rằng vì sao Ngài đã đặt người thể ấy ở bên cạnh tôi. Những người khác đều sống hòa bình. Mà tại sao chỉ riêng gia đình tôi có đau đớn và khó khăn thế này? Khi có khó khăn, thì mới có thể phát triển sức mạnh và năng lực để vượt qua chúng. Vì thế, từ đương thời Hội Thánh Sơ Khai cho đến thời đại của tin lành ngày nay, Đức Chúa Trời không ban con đường bằng phẳng cho các con cái yêu dấu của Ngài. Nhưng Ngài luôn đặt một chút cái gì ở mức độ có thể khắc phục nổi. Ngài đặt khổ nạn và đặt khó khăn. Trong quá trình ấy, chúng ta có thể học tập và quen thuộc những điều chưa từng kinh nghiệm. Thế mà, nếu chúng ta cố gắng học tập khi không có tình huống thể ấy, thì có lẽ năng lực tập trung chỉ 10% thôi. Nhưng khi tình huống thể ấy xảy ra và nỗ lực để giải quyết sự khó khăn ấy, thì chúng ta có thể học tập gần 90%, 100%. Vì thế, Đức Chúa Trời phản rằng, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn. Chúng ta hãy luôn tin chắc rằng, rõ ràng Đức Chúa Trời đã đặt yếu tố đáng cảm tạ trong đó, và hãy dân cảm tạ, tán dương và vinh hiển lên Ngài. Chúng ta không nên nghĩ rằng, tôi tin vào Đức Chúa Trời, mà vì sao tôi lại gặp khó khăn thế này. Nhưng hãy suy nghĩ rằng, vì tôi tin vào Đức Chúa Trời, nên Ngài đã làm thu nhỏ sự việc mà vốn lẽ khó khăn hơn. Đó là tình huống vốn lẽ có thể khiến gia đình tôi bị sụp hoàn toàn. Nhưng Ngài đã khiến cho xảy ra chỉ có một chút vấn đề. Hầu cho tôi học tập sự khôn ngoan để có thể thắng lợi điều này. Mỗi khi dân cảm tạ lên Đức Chúa Trời, thì tôi thấy Ngài lại ban cho nhiều việc đáng phải cảm tạ hơn nữa. Tuy nhiên, dầu chúng ta luôn học tập và biết rõ điều thế này, thông qua kinh thánh. Nhưng khi trực tiếp gặp phải tình huống ấy, thì không thể suy nghĩ như vậy. Chúng ta cứ tập trung vào cái sự việc ấy thôi. Vì sao việc thế này chỉ xảy đến với mình? Hết thảy những người khác cũng có những điều khó khăn. Chẳng phải Đức Chúa Trời đã biểu hiện chúng ta là thánh đồ sống, kẻ sống hay sao? Đức Chúa Trời đã làm ra cấu tạo như thế. Để sinh vật có sự sống, phải đi ngược nghịch cảnh nếu con cá nào bị cuốn trôi theo dòng nước thì không thể coi được rằng con cá ấy là cá sống chính vì thế kinh thánh biểu hiện rằng tin lành là khổ nạn tốt đẹp chẳng phải vậy sao đã được phán rằng chúng ta là quân lính của tin lành và chúng ta đã được đức chúa trời kêu gọi với tư cách là những người dự phần vào khổ nạn tốt đẹp cho nên ngay cả trong sự khổ nạn nếu cứ dân cảm tạ lên đức chúa trời thì niềm vui lại tuôn ra trong đó chúng ta phải đi đến tận nước thiên đàng trong sự cảm tạ và niềm vui nhưng lại luôn bất bình rằng vì sao ngài đặt những người thể này duy trì đối với tôi cha mẹ của bạn tôi rất tuyệt vời và các thành viên gia đình bạn đều rất nổi trội nhưng vì sao thành viên gia đình tôi lại thiếu thốn và tồi tàn thế này vậy thưa các quý vị chúng ta tuyệt đối không cần so sánh điều ấy cho dù những người trên thế gian này vượt trội đến đâu chăng nữa nhưng có người có thể đi vào nước thiên đàng và trị vì chăng? Chúng ta cần phải suy nghĩ rằng vĩ nhân mà các quý vị muốn noi gương nhất trên thế gian này quả thật có đang ở vị trí đến nước thiên đàng và trị vì hay chăng? Nếu đi vào nước thiên đàng thì chúng ta sẽ ở trong thành bửu thạch quý giá mà không thể diễn tả hết nổi thành lời. Chúng ta chính là những người xuất thân từ gia đình giàu có, bửu thạch, chứ không phải là cành vàng lá ngọc trên đất này trong khi ở lại tạm thời trên đất này, không đảm đương tốt vai trò này một cách ngay thẳng, không cảm tạ nhưng bất bình và làm bầm thì không được. Nếu nghĩ tới nước thiên đàng, thì có thể chịu đựng nổi những điều này. Nếu nghĩ đến sự vinh hiển mà chúng ta sẽ trị vì trong tương lai, thì thấp hay cao trên đất này không quan trọng đâu. Ai thực tiễn ý muốn của Đức Chúa Trời, cha mẹ, nhiều hơn. Ai sống sinh hoạt giống Đức Chúa Trời hơn người ấy là người sẽ được tôn kính nhất và trở nên cao nhất trên nước thiên đàng không được chỉ nhìn trong những gì trên đất này bây giờ khi ngài phán rằng hãy khiêm tốn hạ mình xuống thì trở nên khiêm tốn và hạ mình xuống là được khi phán rằng hãy chăm lo thì chăm lo là được khi phán rằng hãy cảm tạ thì sinh hoạt trong khi cảm tạ là được nếu làm theo bức thư tình yêu thương của cha mẹ trong kinh thánh thì chúng ta sẽ trở thành nhân vật được tôn trọng trên nước thiên đàng trên đất này thì đôi khi có thể bị bắt bớ, bị hoạn nạn, bị chế diễu, bị diễu cợt bởi người ta. Nhưng đã được phán rằng, nếu làm theo ý muốn của cha mẹ, thì sẽ trở thành người như thế nào khi đi vào nước thiên đàng? Đức Chúa Trời đã ghi chép và định nghĩa toàn bộ mọi phương pháp có thể nhận phước lành, nhưng lại không muốn làm theo nội dung này. Ngài phán rằng hãy cảm tạ, nhưng hay làm bầm hơn là cảm tạ. Ngài phán rằng hãy nhìn vào mặt tích cực nhưng lại cứ chỉ trích mặt tiêu cực. Con đường đi vào nước thiên đàng mà chúng ta đang đi đến là con đường vui mừng và cảm tạ, nhưng xét về phần xác thịt thì đó là con đường khó khăn, đó là con đường hiểm trở, con đường hẹp và con đường khổ nhọc. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh đức tin thì nếu vượt qua khó khăn này thì có nước thiên đàng. Bởi suy nghĩ này, con đường chúng ta đang đi này là con đường hạnh phúc và phước lành, chẳng phải vậy sao? ý tôi nói không phải là con đường ấy bằng phẳng về phần xác thịt về phần xác thịt đó là con đường mà chúng ta không dễ để đi tuy nhiên nếu có đức tin trên con đường ấy và nghĩ tới nước thiên đàng sắp đến đằng sau ấy thì con đường chúng ta đang đi này là con đường hết sức hạnh phúc không biết bao thưa các quý vị hãy giả sử con đường mà tù nhân đến nơi hành hình là một km con đường ấy là con đường khổ hơn cả địa ngục đó là con đường đau đớn hơn Tuy nhiên, nếu ấy là con đường gặp thành viên gia đình sau 30 năm hoặc gặp người yêu dấu, thì con đường ấy là con đường như thế nào vậy? Cho dù là con đường đá sỏi một km, nhưng con đường ấy tuyệt đối không phải là con đường mệt mỏi. Hoàn cảnh phần xác thì đều giống nhau, nhưng đức tin của mỗi người làm cho nhận xét con đường ấy khác nhau. Không nên nghĩ rằng mệt mỏi, khó khăn về con đường chúng ta đi. Nghĩ đến thế giới mà Đức Chúa Trời sẽ ban trong tương lai. Chúng ta nên nói rằng, hôm nay cũng vậy, con cảm tạ Ngài. Con hạnh phúc vì ở trong cha mẹ. Cảm tạ Ngài vì đã kêu gọi con đến Sion. Con cảm tạ cha mẹ vì đã ban phước lành của sự sống đời đời và sự cứu rỗi. Thưa các quý vị, nếu nghĩ tới điều đáng cảm tạ, thì thấy có một ngàn, một vạn điều nhưng nếu dễ dàng ném bỏ hết thảy ân huệ và phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho vì điều nào đó rất nhỏ thì ấy là người kém hơn hay sao? Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời. Đừng nên nhìn vào hoàn cảnh xung quanh chúng ta. Vì là thành ẩn nấu nên chưa là thế giới giống như nước thiên đàng mà chỉ nói thì tất thảy mọi việc đều tự dưng được hoàn thành. Đức Chúa Trời đã làm ra mọi hệ thống nếu chúng ta đi vào nước thiên đàng thì mọi việc đều trở nên như chúng ta mong muốn chẳng phải dạo này là thời đại ai trí tuệ nhân tạo hay sao chỉ cần nói thì nấu cơm cho và cũng có robot hút bụi thông minh cho nên chỉ cần nói thì nó dọn dẹp nhà tôi chưa có kinh nghiệm sử dụng nhưng nghe nói thời đại đã trở nên như vậy rồi hơn thế nữa thế giới mà không thể mơ ước thế giới mà không dám tưởng tượng tới nổi sẽ thuộc về chúng ta trong tương lai không xa Chúng ta rõ ràng có lý do có thể chịu đựng bằng lòng mừng rỡ, chẳng phải vậy sao? Chúng ta có lý do để phải nhịn nhục, có lý do để phải chịu đựng, có lý do để chúng ta phải chăm lo, có lý do để trở thành người hạ mình xuống, chẳng phải vậy sao? Nếu chúng ta không cân nhắc đến điều ấy, nhưng chỉ nhìn vào thế giới phần xác thịt ở trước mắt và cố gắng phán đoán trong không gian ấy thì Đôi khi nổi cáu lên bởi cớ rằng có nhiều việc. Ấy không phải là có nhiều việc, nhưng bởi vì bản thân người ấy không xử lý những việc ấy dường ấy đó ạ. À, vì không thể làm cho nên lại nổi gắt. Cho nên Đức Chúa Trời phán rằng hãy cảm tạ và vui mừng. Vào thời đại corona như ngày nay, có rất nhiều người đã bị thất nghiệp và đi lang thang để xin việc. Nhưng cha mẹ đã cho phép điều kiện hầu cho chúng ta không bị kiệt sức và có thể làm việc cho đến ngày đi vào nước thiên đàng. Chỉ bởi sự này chúng ta cũng dâng trào sự cảm tạ. Vì không biết cảm tạ nên lại cứ bị tiếp tục suy nghĩ thế tục và suy nghĩ về thế gian. Cho dù hoàn cảnh bên ngoài bị thay đổi đến đâu chăng nữa thì nước thiên đàng cũng không bị biến đổi. Nước thiên đàng luôn ở nơi đó. Các quý vị cùng tôi nhất định phải biết nhìn trong nước thiên đàng ấy và tiến bước chẳng phải vậy sao. Chúng ta hãy xem lời trong Hebrew chương 9 câu 27. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Christ đã dân mình chỉ một lần, đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài đã được phán như vậy. Có một bộ phận mà chúng ta phải suy nghĩ và để ý đến. Thông qua nội dung rằng Ngài sẽ mặc xác thịt và đến thế gian này lần thứ hai các quý vị có biết từ chấn thương tâm lý không? Nếu đã chịu sự đau đớn nào đó một lần, thì dầu chưa phát sinh sự việc thể ấy trên thực tế, nhưng chỉ cần đến hoàn cảnh tương tự, thì thân thể cũng cảm thấy thể như chịu sự đau đớn lúc đó. Triệu chứng này được gọi là chấn thương. Hai nghìn năm trước, Đức Chúa Trời đã mặc xác thịt và đến thế gian này để cứu rỗi loài người. Ngài đến dạy dỗ nhân sinh nhân loại, nhiều phương pháp Tức là con đường có thể đi vào nước thiên đàng. Ấy là bởi vì các tội nhân không thể tự biết được con đường ấy. Ngài đã dạy dỗ nhiều phương pháp và phương án hầu cho chúng ta trở thành những người nước thiên đàng. Nhưng những người Juda trên thế gian này đội mão gai, đâm ngang sườn Ngài bởi cây giáo và khiến Ngài chịu đau đớn trên thập tự giá bởi cớ rằng Đức Chúa Trời khác với thường thức mà họ đã học cho đến nay nỗi đau đớn ấy thật lớn đến mức có ghi chép trong kinh thánh rằng ngài đã dâng cầu nguyện đến nỗi giọt mồ hôi rơi xuống từ trán trở nên như giọt máu ngài nghĩ đến tình huống đau đớn đến mức độ ấy ngài không phải chỉ nghĩ đến nhưng trên thực tế ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá bị chế diễu, bị vả má và người ta còn bắt thâm lấy áo ngài làm cho người này người nọ mặc cha đã chịu mọi sỉ nhục thế này chịu đựng mọi hoàn cảnh khinh miệt và đủ loại sự đau đớn gây gắt và tồi tệ nhất mà loài người có thể cảm nhận được ngài lại đến nơi có chấn thương tâm lý thế ấy lần nữa nếu người nào gặp phải kẻ cướp trong ngõ thì khi người ấy đi đường vào ban đêm hay ban ngày có muốn đi qua ngõ ấy lần nữa chăng thế nhưng đức chúa trời chúng ta đã đến lần nữa dù có chấn thương tâm lý thế ấy vì cái gì mà ngài đến lần nữa vậy để nhận lấy hoàng kim chăng trong toàn bộ vũ trụ trái đất này là hành tinh duy nhất đã phạm phải hành vi khắc nghiệt và tàn nhẫn đến nỗi đức chúa trời có chấn thương tâm lý ngài hát có muốn đến nơi thể ấy lần nữa chăng nhưng đã được phán rằng ngài đến để cứu rỗi chúng ta nếu đức chúa trời chúng ta không đến thì chúng ta không thể được cứu rỗi cho nên ngài đã cam chịu chấn thương tâm lý và đến Chúng ta phải nghĩ rằng bây giờ Ngài ban tình yêu lớn lao đến mức này đối với chúng ta. Thưa các quý vị, những việc nhỏ nhặt mà chúng ta trải qua, sự các anh em chị em làm phiền bản thân hoặc những việc phi lý. Đức Chúa Trời chúng ta đã cam chịu sự đau đớn lớn hơn và đi trên con đường ấy một cách lặng lẽ. Nhưng chúng ta giàu tự xưng là con cái Ngài mà không thể đi trên con đường ấy quả thật mình đang thực hiện ngay thẳng đạo của đức chúa trời chăng tôi nghĩ rằng đây là điều mà chúng ta phải suy nghĩ tới ít nhất một lần nếu nghĩ tới cha trên trời là đấng đến thế gian này lần nữa với chấn thương tâm lý kinh khủng ấy vì tội nhân trên trời không thể tránh khỏi sự chết thì chúng ta phải sống cuộc đời còn lại của chúng ta như thế nào vì sao ngài cho người nhà khác điều này nhưng lại không cho tôi vậy mỗi khi đối xử cha mẹ chúng ta có nên nói như vậy chăng chúng ta luôn phải vui mừng chứ chúng ta phải cảm tạ giờ chúng ta phải trở thành người thành nhân nếu xung quanh mình chỉ toàn là những người tuân theo mọi sự như lưỡi của miệng thì ai sẽ đóng vai trò của mão gai cho mình ai là người sẽ đóng vai trò của cái giáo đâm mình vậy Lấy cái gì mà chúng ta có thể tự xưng rằng chúng ta giống cha và tự hào rằng chúng ta giống mẹ vậy? Thông qua điều thể ấy, chúng ta phải được biến hóa thành người giống Đức Chúa Trời. Khi đến vương quốc trên trời, các thiên sứ giữ cánh cửa nước thiên đàng thấy chúng ta giống cha và giống mẹ thì không cần nhìn cái gì khác. Bản thân sự giống Ngài chính là một chứng nhận. Đó là phiếu bảo lãnh. Nếu không phải là con cái của Đức Chúa Trời cha và Đức Chúa Trời mẹ thì không thể giống như vậy. Nên các thiên sứ sẽ nói rằng: "Mời các quý vị mau chóng vào thành." Một cách ân huệ, chúng ta phải biết đi theo con đường mà cha mẹ đã đi vì chúng ta. Chúng ta phải làm như thế nào trong việc ấy? Chúng ta phải cảm tạ. Ngài đã ban nhiều thứ để cảm tạ, nhưng không nói rằng con cảm tạ Ngài dù chỉ là một lần mà lại hàng ngày quay lưng lại thì bất bình rằng con thiếu cái này và bất bình lại rằng con thiếu cái kia, chúng ta không được trở thành lập trường thế này. Khi còn là con trẻ thì cầu nguyện lên cha mẹ rằng xin hãy cho con nhiều thứ này, thứ nọ, nhưng khi đã trở thành thành nhân thì phải cầu nguyện rằng con chỉ cảm tạ và dân tán dương ngài. Xin hãy xem lời đã được ghi chép trong sách Khải Huyền. Các thiên sứ và 24 trưởng lão ở nước thiên đàng làm gì vậy? hàng ngày họ nói rằng ngài là chí thánh chúng con chỉ tán dương ngài họ không hề nói rằng khi ở trái đất vì sao ngài ban ít ân huệ cho tôi nhưng đã ban nhiều cho người nhà kia chẳng phải vậy sao những lời nói ấy chẳng hề có tồn tại ở nước thiên đàng họ chỉ nói rằng con dân cảm tạ vinh hiển lên ngài nhìn lại thì thấy rằng đức chúa trời chúng ta đã chịu đựng chấn thương của sự chết đau đớn ấy vì các tội nhân ở trái đất này. Chỉ bản thân sự chúng ta được trở về nước thiên đàng cũng là việc đáng cảm tạ dường bao. Làm sao có thể bất bình hoặc làm bầm được đây? Phạm việc gì chúng ta cũng phải cảm tạ và tán dương Đức Chúa Trời. Dù có tình huống khắc nghiệt hơn corona xảy ra, thì chúng ta cũng không được đánh mất Đức Chúa Trời trong đó. Mong các quý vị và tôi luôn giữ tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời trong tấm lòng chúng ta. Chúng ta hãy một lần xem lời trong tin lành Luca chương 5 câu 21. Các thầy thông giáo và người Pharisee -si bèn nghị luận rằng người này là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha tội được sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng các ngươi nghị luận gì trong lòng? Nay nói rằng tội ngươi đã được tha hoặc rằng ngươi hãy đứng dậy mà đi thì bên nào dễ hơn vả hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội đã được phán như vậy cha trên trời và mẹ trên trời đã ban bố và dạy dỗ lẽ thật được gọi là giao ước mới hầu cho các con cái đã bị đè nén bởi tội lỗi nặng nhọc có thể nhận sự tha tội những người thế gian có biết giao ước mới không họ có biết con đường nhận sự tha tội không Họ có biết Đức Chúa trời đến trong xác thịt là đến có quyền tha thứ tội lỗi không? Tuy nhiên chúng ta có nhiều sự ưu đãi và biết nhiều điều đến giường bao đây. Chỉ biết thôi thì không được. Chúng ta phải biết dân cảm tạ, biết dân tán dương về những điều chúng ta biết. Chúng ta đang hầu việc Đức Chúa trời Cha và Đức Chúa trời Mẹ là Thánh Linh và vợ mới. Đấng chỉ cần phản rằng tội lỗi ngươi đã được tha, thì tội lỗi lâu đời trong ngàn năm, vạn năm đều bị tiêu diệt. Chúng ta là những người hầu việc Đức Chúa Trời, là đấng vĩ đại biết bao. Chúng ta không được bị cướp mất đức tin bởi thứ nhỏ, không được bị hư hại tinh thần và bị mất sự trông cậy về nước thiên đàng và bị nhốt trong thế giới phần xác thịt này. Chẳng phải vậy sao? Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại thế này ở cùng với chúng ta. Thông qua lễ vượt qua giáo ước mới, Ngài tuyên bố và ban bố cho các con cái rằng ai ăn thịt và uống huyết ta thì được tha tội được sự sống đời đời chẳng phải vậy sao càng mức độ kinh tế cao lên thì người ta càng không thể chịu đựng sự bất tiện trong quá khứ người ta coi là đương nhiên về sự nhiều người ở chung một căn phòng tất nhiên chắc cũng có những người chưa từng sinh hoạt như vậy nhưng bây giờ nghe nói rằng hộ gia đình một người đang tăng lên rất nhiều chẳng phải vậy sao Mặc dù là gia đình nhưng người ta thấy hai người sống chung cũng khó. Người ta đều muốn có căn phòng riêng của mình, muốn có không gian riêng của mình. Cho nên chỉ có một chút việc khiến khó chịu lẫn nhau thì xảy ra vấn đề rất to lớn. Thế nên Đức Chúa Trời phản rằng: Các con cái Siôn luôn phải giữ theo lời này, dù tình huống bên ngoài là thế nào. Nước thiên đàng sẽ thuộc về những người đã huấn luyện phần linh hồn tốt theo lời này. Cho nên có lời phán lặp đi lặp lại rằng hãy vâng phục lời, chẳng phải vậy sao? Hiện tại chúng ta bị nhốt trong không gian phần xác này do tội lỗi của chúng ta. Nhưng khi được trở về quê hương nước thiên đàng vĩnh cửu trong tương lai, thì đối với những điều mà chúng ta đã coi là khó chịu trong thế giới phần xác thịt này, những điều mà chúng ta đã nhịn nhục và chịu đựng lâu dài, chúng ta sẽ biết được rằng cha mẹ đã ban giáo huấn thể này thông qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh để ban phước như vậy 66 quyển kinh thánh là điều Ngài đã ghi chép con đường hầu cho chúng ta ăn ở tốt ở nước thiên đàng chúng ta phải luyện tập điều ấy tôi cùng các quý vị hãy làm theo như vậy vào những ngày sau rốt này cha đã đến Sion mẹ đã đến Sion và dạy dỗ con đường Ngài cho chúng ta đối với sự chúng ta nhận sự dạy dỗ thế này chúng ta phải nói rằng cảm tạ Ngài cảm tạ Ngài những người khác giàu muốn nghe chuyện thế này, nhưng họ có cơ hội nghe chăng? Đối với các quý vị cùng tôi, Đức Chúa Trời, đích Thân tìm đến và dạy dỗ y như lời đã được phán rằng Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài. Nếu chúng ta đã không học sự dạy dỗ ấy, thì chúng ta đã sống những năm tháng ngu dại mà giàu mẹ ở bên cạnh, nhưng không nhận ra Ngài là mẹ. Chẳng phải vậy sao? Như vậy thì giàu có lẽ thật ở bên cạnh, nhưng chúng ta đã không biết rằng đó là lẽ thật và sống bởi nghĩ rằng vì nhiều người thế gian giữ lễ noel cho nên chúng ta cũng hãy ăn chơi vào ngày ấy chẳng phải vậy sao kết cục hết thảy mọi yếu tố này đều khiến người ta đi vào địa ngục cho dù bây giờ thẻ đỏ cứ được đưa ra nhưng thế gian không để tâm đến chút nào nhưng cứ tiếp tục lặp lại hành vi ấy tuy nhiên chúng ta đã nhận sự dạy dỗ từ cha mẹ cho nên có thể biết được rằng hành vi ấy là hành vi có thể bị cảnh cáo trong việc đi vào nước thiên đàng cho nên không được làm như thế kia tôi nghĩ rằng chỉ bản thân sự chúng ta đã nhận sự dạy dỗ con đường đức chúa trời cũng có đủ lý do để chúng ta vui mừng mãi mãi và dân cảm tạ và tán dương lên ngài nếu nghĩ đến sự rằng vào những ngày sau rốt ngài đích thân dạy dỗ chúng ta và đến thế giới có chấn thương ấy thì chúng ta chỉ biết nói rằng chúng còn cảm tạ ngài vô cùng, sinh dân vinh hiển lên ngài. Ngoài ra thì không cần nói rằng mẹ ơi con mệt mỏi về điều này, con đau đớn về điều kia, con khó chịu điều này. Và việc gì chúng ta hãy cảm tạ ngài, mặc dù có hay không có corona. Nếu có thì chúng ta nên nghĩ rằng vì có lý do phải có nên nó mới được làm ra và lịch sử được chảy qua như vậy. Ngay cả trong đó chúng ta phải phát hiện và làm cho các người nhà tìm được con đường có thể dâng cảm tạ lên cha mẹ. Chúng ta hãy xem Cô Đinh Tô Nhì, chương 6, câu 16. Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô ế. thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm ai vậy? Ta sẽ làm cha các ngươi, các ngươi làm con trai, con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy, đã được phán như vậy. Đức Chúa Trời làm cha chúng ta và lấy chúng ta làm con cái bằng cách ban thịt và huyết của lễ vượt qua giáo ước mới và hầu cho các thiên sứ trên trời cũng đều nhìn biết được làm sao chúng ta có thể lầm bầm hoặc bất bình trong sự việc này thưa các quý vị chúng ta đã là các tội nhân trên trời không thể tránh khỏi sự chết đã phạm tội đối với đức chúa trời với tấm lòng kiêu ngạo giống như sao mai con trai của sáng sớm là kẻ đã muốn chiếm đoạt ngôi của đức chúa trời để nhắc ngôi của nó lên cao hơn ngôi của đức chúa trời đó ạ à? thật sự chúng ta là các tội nhân đã không thể tránh khỏi sự chết ngài phán cùng những tội nhân thế này rằng ngươi là con trai ta ngươi là con gái ta ta là cha của các con ta là mẹ của các con cha và mẹ đã đến cùng chúng ta và lấy chúng ta làm con cái của ngài với tâm trạng thế này có ân huệ nào như thế ở đâu chăng thưa các quý vị nếu không phải là kẻ hủy quán hoặc từ chối lẽ thật chúng ta thì chúng ta phải dung chịu vì hết thảy đều thiếu thốn như nhau không phải mỗi người nhà ấy thiếu thốn nhưng bản thân mình cũng thiếu thốn và người ấy cũng có phần giỏi và có phần không giỏi. Chúng ta đều là lập trường thể ấy, cho nên chúng ta phải lấp đầy và bổ sung những phần thiếu thốn lẫn nhau và trở thành anh em và chị em trong đức tin yêu thương lẫn nhau. Chẳng phải vậy sao? Cho dù bầu không khí xã hội đều ở trong sự buồn rầu, ngay cả trong đường hầm buồn rầu ấy, chúng ta đã tràn đầy sự cảm tạ đối với Đức Chúa Trời. Và ngay cả trong corona này, Ngài ban sự trông cậy lớn hầu cho chúng ta đến tương lai tươi sáng. Quả thật, chúng ta không thể không dân cảm tạ lên cha mẹ. Cho dù con đường trên thực tế hơi hiểm trở và hoang vắng, nhưng tôi hy vọng rằng con đường đi theo cha mẹ trở thành con đường mà chúng ta bước đi đến nước thiên đàng trong khi luôn vui mừng. Tôi mong hết thảy mọi người chức vụ, chức trách và hết thảy mọi anh em, chị em của Sion vui mừng mãi mãi dân nhiều cảm tạ vinh hiển và tán dương lên ngài mong nhận được ân huệ thông qua lời này hôm nay và tôi xin kết thúc lời xin cảm ơn